Ok cả nhà, hello cả nhà, Quang Dương nè. Nguyên cả mấy bữa nay là Quang Dương với ba Quang Dương là Quang Dương bắt đầu clean chặt cây rừng đằng sau nhà nè. Tại vì Quang Dương tính làm một cái chỗ đất ngay chỗ này nè, ở dưới cái cây bóng mát á, để có thể bỏ cái chiếc motorcycle, cái chiếc mô tô của Quang Dương á, đem nó qua bên đây để nè cho nó mát. Và thì Quang Dương muốn làm cái chỗ này cho nó bằng ở dưới cái cây này nè, rồi dọn nguyên cái đống bàn này với mấy cái này qua cho nó sạch á. Rồi sẵn Quang Dương đang là gắn thêm cái mái che đằng sau này nữa để cho cái canopy của mình che thêm để bỏ đồ qua phía bên đó nhiều hơn và làm việc bên đó. Và Quang Dương tính bỏ cái chiếc mô tô ở đây để có thể dễ làm việc nữa đó, chứ bên tú bên kia thì xa quá đi đó. Thì mấy bữa nay Quang Dương với ba Quang Dương đang phát quang khoảng 2 bữa nay thôi. Mà phát quang thì cả nhà biết rồi, đằng sau đây nguyên cái rừng luôn. Hồi trước giờ đâu có clean phát quang cái đằng sau cái rừng này đâu. Nhưng mà mấy chỗ khác ở xung quanh nhà thì cũng sạch sẽ rồi. Chỉ có cái chỗ đóng này là như cái rừng vậy đó. Tại nó nhiều cây quá đi. Nhà mình cũng cắt cũng khoảng 20 cây rồi đó. Tổng cộng xung quanh nhà của Quang Dương là tổng cộng cây bự với cây nhỏ luôn là cũng gần 100 cây, không ít đâu. Cắt hết mấy chục cây rồi đó. Bây giờ xung quanh nhà đằng sau nhà Quang Dương á, là khoảng 30 cây á, khoảng đó đó, 30 cây bự á, chưa có tính cây nhỏ đó. Cây nhỏ thì nhiều lắm, mà mấy bữa nay thì Quang Dương đang phát quang, mà phát quang á đang tới cái khúc đây nè. Bữa qua là Quang Dương bị ong chích nè, bị ong mấy con ong nó chích á ngay đây nè. Quang Dương đang cuốc một cái cây nhỏ thôi, cây nhỏ xíu à, mà đâu có biết là cái tổ ong nó ngay đây đâu. Cái tổ ong á, ong này là ong đất á cả nhà. Cái ong này á, là hình như cũng y chang như cái loại ong mà chích Quang Dương lúc mà ở trong chùa đó. Đó, ong đó cũng là ong đất á, nó tự dưới đất á, cho nên nó bay vòng vòng hoài à. Ong đó giống như là ong yellow jacket hay là ong taxi á, là ong loại ong mật á, ong rừng á, đó, nó nhỏ xíu à mà nó có rằn rằn vàng mà nó dữ lắm cả nhà ơi, nó rất là dữ, nó không sợ lửa luôn. Bữa nay là Quang Dương với ba Quang Dương là đốt đốt, tại vì thường thường ong á, nó rất là sợ lửa, cho nên mình đốt lửa giống như trong rừng á, mình đốt lửa lên nó sợ, nó bay chỗ khác nó chạy. Nhưng mà mấy con ong này nó lì lắm cả nhà, đốt ngay cái tổ nó luôn mà nó vẫn không chạy, nó vẫn còn bay vòng vòng ngay cái tổ nó luôn, ghê chưa. Bỏ lửa xung quanh nó luôn á mà nó cũng không sợ. Rồi Quang Dương cũng xịt hết hai chai thuốc xịt ong á, 2 chai luôn, xịt vô trong cái lỗ của mấy cái tổ ong luôn á. Lỗ tổ ong này bự cả nhà nữa nè, đây một tổ ngay gần cây này nè, ong vẫn còn bay vòng vòng nha cả nhà, nó vẫn còn bay vòng vòng đó. Đây rồi cho cả nhà coi nè, đó, nó vẫn còn bay vòng vòng mấy con nữa nha, cái tổ nó ngay đó đó, kế bên cái cây luôn á. Cho nên Quang Dương với ba Quang Dương là đang đào những cái lỗ đó lên rồi xịt thuốc ong lên. Bây giờ là mình coi như là mình coi như là cho nó đi luôn á, là giết tiệt nó luôn á. Tại vì mình thiệt á, ở ngoài là mình không giết nó thì nó sẽ giết mình thôi, đúng không? Mà mình không có động nó thì không được, tại mình phải phát quang thì mình phải động đụng chạm tới cái tổ ong của nó thôi. Ở đây một tổ nè, tổ này là tổ mà Quang Dương bị chích ngay cái chỗ này nè. Tổ này cũng là tổ bự đó, nãy giờ cũng đốt đốt lửa ngay chỗ đó luôn á đó. Cả nhà thấy không, đốt lửa luôn ngay xung quanh chỗ đó đó, rồi để một cái lò lửa ngay đây luôn á để cho khói nó mịt mù ở chỗ này, để cho nó bay mà nó đâu có sợ đâu. Ong nó lì, nó dai lắm, nó không sợ cả nhà ơi. Mà bây giờ thì nó không có chích nữa rồi, tại vì nó biết mình biết, nó biết là mình biết rồi, cho nên là nó không có dám chích mình nữa rồi. Nhưng mà nói thì nói chứ cũng phải cẩn thận lúc mà làm việc giống gì nè, ai biết được bay tới nó chích mình hồi nào mình đâu biết được. Nhưng mà chắc bây giờ nó cũng sợ rồi, tại vì mình xịt rồi mình đốt lửa rồi nó phát quang cái chỗ này rồi, nó cũng nay mai chắc nó cũng có thể nó bỏ đi thôi. Nhưng mà nó chưa có bỏ đi đâu, trừ khi nào mà ông chúa của nó đi á nó mới đi. Quang Dương theo Quang Dương được biết á là chừng nào ông chúa của nó đi á nó mới đi, là ông đầu đàn của nó, lúc nào nó cũng muốn giữ ông chúa của nó đó. Killer bee mà cả nhà, ong giết người mà cả nhà có biết không? Ong á là một loài mà một mấy con ong á là số 1 giết người đó cả nhà. Nó nhỏ nhưng mà nó giết, nó có thể giết người, nó giết trâu giết bò được mà. Người nó giết
nó chích người ta chết hoài gì. Cho nên là mấy cái con này á, là kẻ thù mình không có thể nào mà tha nó được. Ok, nó là ngoài đời thôi, kẻ thù của mình là mình không tha được. Sorry, xin lỗi nha, nhưng mà kẻ thù mình là mình không có thể đội trời chung. Có thể đứng kế bên nó gì, nhưng mà cũng vẫn không thích. Tại kẻ thù của mình mà. Ok, nói vậy thôi chứ cũng phải trở lại làm việc rồi. Coi như mấy bữa nay là chỉ có phát hoàng thôi, chứ chưa có làm được mấy cái việc của Quang Dương như là làm xe cộ này nọ.